Mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn để theo dõi trận đấu bóng đá giữa hai đội FC Nam Huế gặp FC Nari trong khuôn khổ giải bóng đá 5 người tỉnh Bắc Cạn năm 2020. Đây là hiệp thi đấu thứ hai giữa hai đội. Tỷ số của hiệp 1 đang là 2-0 tạm nghiêng về cầu thủ công ty Nam Huế. Quý vị và các bạn xem hay thì like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem và nhớ hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và phá bóng rất mạnh lên của hậu vệ Nam Huế. Đội Nam Huế là đội bên phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đội Nari là đội bên tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Hai đội đều trang phục màu xanh, rất khó nhìn. Và qua người thứ hai không thành công. Vậy là ném biên, đá biên cho cầu thủ Nam Huế. Cơ hội rất tiếc không vào, một cú sút đá hay nhờ, mắt hay nhờ, ra vào hợp lý. Nó tốt đấy, không có nó là hỏng đấy, hỏng xe đấy. Chắc Nam Huế mà nó đá, Nam Huế mà nó đá đúng về cái tinh thần của nó thì mẹ mày phát triển thế nào? Mẹ cho chi làm tường đẹp cũng làm quậy được thì mẹ chi quay sút cho thì mẹ mày rút lưới. Chi nó to hơn đấy, chi nó làm hai quả rồi, chi làm một quả là nguy làm một quả. Chi nó to nó xoay người thì mẹ đẹp nó le được, nó bắt được. Lên đi. Con hay nó quá mẹ. Trận thắng này đá hay đấy. Đá mẹ khởi sắc nhờ. Bóng đá cùng trận. Cắt được bóng rồi. Cơ hội cho ra đi. Không được. Đây là trọng tài cho các cầu thủ Nam Huế phát bóng lên. Chuyển ngang, bật tường không thành công. Anh đi thở sâu lắm rồi. Em sắp phát buồn nhìn. Nó cao quá. Nó đi bảng minh lên, nó làm lên nhanh lắm. Ủa, thì Nam Huế lên qua nhà nghỉ bình thường. Nghỉ luôn. Thế tí tao múa, nếu mà tao thắng bọn trẻ thì Nam Huế không nhì thì làm sao? Nó thua có một trận. Sút bóng đập chân hậu vệ. Hội cho nó đi. Được rồi. Rất tốt. Phản công cho Nam Huế, sút thút cũng vào, bóng đi chệch khung thành. Pha phản công nhanh của cầu thủ Nam Huế. May phải thắng bọn ấy. Thắng trẻ đấy bọn Nam Huế có gì. Nhưng mà phải thắng đậm. Mày buồn cười. Ta gì nhỉ? Ta gì nếu mà thua trận này thì hai trận. Nếu mà thua trận này.
đá biên cho cầu thủ Nam Huế. Thua 2 trận thì nếu thằng trẻ thua thì kể cả thua một công thì cũng thua 2 trận. Nam Huế thắng Phú Núi này. Nam Huế nó thua đúng 1 trận tạm bọn tao luôn. Hiện tại bây giờ. Sát 2. Trọng tài xác định bóng chưa tay. Đá biên cho cầu thủ Nam Huế. Tiếp tục biên cho Nam Huế. À, đúng rồi. Nam Huế thắng trận này là mày bọn mày thắng bọn 9x là bọn nó gì. Vậy là đá góc cho cầu thủ Nam Huế. Bóng đá chân chạm chân của hậu vệ bên phía Nari. Nari đéo là 10 điểm. Bọn này thắng trận này chẳng 10 điểm. Thì mẹ nó hòa một trận, thua một trận. Thắng 3 trận. Thắng bọn nào nữa? À bệnh viện nhỉ? Ừ, thắng bệnh viện nữa. Thắng bệnh viện, thắng luôn em ơi. Bây giờ trận này thắng Nari. Và sút rất mạnh. Chuyền bóng về cho thủ môn. Đá biên cho cầu thủ Nari. Và phá bóng tốt của hậu vệ bên phía Nam Huế. Sút. Bóng tốt và phán đoán tình huống rất tốt của cầu thủ số 11 bên phía Nam Huế. Bật tường. Đá biên cho cầu thủ Nam Huế. Không có lối của cầu thủ Nam Huế. Vậy là đội Nam Huế xin hội ý. Trận đấu tiếp tục. Cơ hội cho Nari. Được rồi. Và chuyền bóng sở lưng của đồng đội. Cơ hội phản công cho thủ Nam Huế. Chọc khe. Cắt được bóng rồi. Vẫn còn. Vậy là đá biên cho cầu thủ Nam Huế. Xin lỗi, đá phạt góc cho Nam Huế. Nguồn bắt rất tốt. Hội phản công. Phản công nhanh. Không đá nhỉ?
đèo bị chi vật cho chấn thương rồi. Sút trượt bóng mất rồi. Sút bắn chim của cầu thủ Nari. Đèo bị ti nó vật chi vật cho chi. Rất đáng tiếc, cơ hội trôi qua không tận dụng thành công. Tuấn leo đi, Tuấn leo cho nó rộng đi đã. Tuấn lên đi cho rộng để nó ném. Và đá biên cho các thủ Nam Huế. Kéo về một đá. Thủ Nari đã cướp được bóng rồi. Một cơ hội sút và chích mũi giày đi chệch khung thành của Nam Huế. Một pha sút. Thủ môn đã đẩy được bóng, chịu một quả đá biên. Đánh đầu vào, không vào. Hai cơ hội liên tiếp, ba cơ hội liên tiếp, ba pha dứt điểm liên tiếp của thủ Nam Huế. Rất đáng tiếc. Và được một pha đá biệt phạt góc cho cầu thủ Nam Huế. Pha đẩy bóng chịu phạt góc tiếp theo. Tiếp tục là pha treo bóng của thủ Nam Huế. Và phất bóng mạnh lên. Phải xong chỉ biết tranh bóng thôi, truyền nếu không thua đâu. Và leo biên phải của thủ Nari, cơ hội cho Nari. Pha băng ra rất tốt của thủ môn bên phía Nam Huế. Vậy là đá biên cho thủ Nam Huế. Kịp không? Và đá biên cho các thủ Nari. Trong biên. Phá bóng tốt. Đánh đầu, không vào. Rất tốt cho cầu thủ Nari có thể ghi được bàn thắng, tuy nhiên anh lại đánh đầu ra ngoài. Cơ hội cho Nam Huế. 2-2. Và chuyền không đúng địa chỉ. Đá biên cho Nari. Cầu thủ Nari rất khẩn trương đưa bóng vào cuộc. Vậy là biên cho Nari. Sút xa, không vào. Bóng đi chệch khung thành. Pha này bóng rất mạnh lên của thủ môn, tuy nhiên là đồng đội đã không đón được pha bóng vừa rồi. Đánh con, hội cho thủ Nari. Sút, rất tiếc, chuyền bóng đúng chân của phản công cho Nam Huế. Chuyền đi. Chặt được bóng,
pha cắt bóng lùi về phòng ngự rất hay của thủ Nari. Tốt, đội cho Nari dọc biên chuyền đi, bóng đúng vào chân hậu vệ của cầu thủ Nam Huế. Bật tường và phối hợp rất tốt của thủ Nari và phản xạ tốt của thủ môn. Lùn mẹ à, phải lùn đầu đá thì cũng gì thế nhất bọn thịt này kéo lạ ấy, đá đi đéo chưa phối hợp kìa. Tiền đá như chi đấy mẹ anh con Nari như lùn anh đá là phải lùn nha, nó còn gì kẹo bạn con vật nhiều chết rồi một đi. Thì thế mới thua ai không cũng địch mẹ. Chúng trùng ấy nhỉ? Trùng rồi ấy. Đá nó đã chỉ phù hợp thì chứ. Xin bóng về cho thủ môn. Cứ địch câu vào nó sút. Sút. Bây giờ đá phát góc cho cầu thủ Nari. Sút. Không được rồi. Đá biên cho thủ Nam Huế. Chuyển bóng rất hay. Tuy nhiên hậu vệ của các cầu thủ Nari đã kịp về hỗ trợ. Phản công cho thủ Nari, cơ hội. Cắt được bóng rồi, một đường chuyền rất đơn giản. Vậy là trọng tài xác định bóng chạm tay của cầu thủ Nam Huế, đá phạt cho cầu thủ Nari. Còn khoảng 3 phút nữa là sẽ hết giờ. Sút, một sút xa của thủ môn. Tiếp tục bóng đến chân của thủ môn Nari. Chọc. Chuyển cho ai đây? Sút, không vào. Và đá hơi vội của thủ môn bên phía Nam Huế. Anh nhận thấy thủ môn của Nari đã lên cao, anh định sút luôn. Tuy nhiên cú sút không được như ý. Sử bóng khai. Sút đi. Một cú sút xa. Bóng đi hơi cao so với khung thành của Nam Huế. Phát bóng lên cho Nam Huế. Như vậy là một pha bắt bóng ngoài vạch của đá vào phạt ngay. Không vào. Rất đáng tiếc. Vừa rồi pha bắt bóng ngoài vạch của thủ môn bên phía Nari. Các thủ Nam Huế tận dụng đá phạt ngay, tuy nhiên họ đã không có được bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. Vậy là thủ môn của Nari đã lên tham gia tấn công. Họ không còn gì để mất, họ đang bị dẫn 2-0. Cắt được bóng rồi. Không được. Đá biên cho các thủ Nari. Có phải chạm hai chạm. Sút một pha chích mũi giày không tấn công của thủ môn bên phía Nari. Pha ném bóng lên cho tiền đạo. Cắt được bóng rồi, một pha cắt bóng tốt của hậu vệ Nari. Dê bóng, sút. Pha gót. Đội cho Nam Huế. Không vào. Vậy là phạm lỗi rồi. Cái thằng số 9 vừa vào quả đấy là chuyền bên kia sang căng ra chết mẹ sút lồn đúng không nhỉ? Đá phạt cho cầu thủ Nari. Thì cả thủ Huế đứng nịt tiền đạo lồn gì sút cứ lồn. Nịt
mẹ bỏ đấy gãy chạy sang bên thì nhà mày gạt chân cái lừa cái là chết cụ rồi. Sút luôn. Sút chích mũi giày và sút rất căng. Hết giờ. Vậy là trận đấu đã kết thúc. Đội Nam Huế giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước cầu thủ Nari. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Quý vị và các bạn xem hay thì hãy like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem.